Bây giờ mình so sánh áo Iris ở Temu và ở Nhật về. Đầu tiên là mặt trước. Mặt trước giống hệt nhau, không có gì khác biệt. Mặt sau vì là hàng bán ở thị trường Trung Quốc cho nên toàn chữ Trung, còn hàng ship ở bên Nhật về thì tất nhiên là toàn tiếng Nhật. Cả hai đều có nhãn mác thông tin áo đằng sau. Cho nên các bạn mua áo nào mà không có mác dán đến này thì tưởng là hàng nhái. Áo Uniqlo thì ở miền Nam nhái rất là nhiều. Các bạn có muốn hỏi gì thì comment đi, còn nếu mà mình biết thì mình trả lời. Ok.